Bàn đến cái chủ đề là vô thường. Thì bữa trước á, chúng ta học cái bài gọi là Phạm Thiên Thỉnh Pháp. Thì Thầy có nói đó, là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, nếu mà nhìn xuống á, thì nó có ba đường ác, tức là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Mà nhìn lên thì nó có Atula, nó có chư thiên. Đó là ở trong lục đạo. Nhưng mà ở trong lục đạo này đó thì gọi thêm chữ tứ sanh, tức là bốn loài. Đức Phật nói là cái loài đó mà sanh con, cái loài sanh trứng, cái loài sanh ở trong nước, và cái loài sanh trong hư không gọi là quá sanh, gọi là bốn loài. Trong bốn loài đó thì nằm ở trong sáu đường sanh tử. Nhưng mà nhìn xuống á, thì mình thấy địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì mình tự định cái vị trí mình có đang nằm ở chỗ nào. Tại là địa ngục mà Đức Phật nói đó, là chủ yếu cái địa ngục ở trong lòng mình, tức là tâm. Tâm là địa ngục, tức là cùng cực của khổ đau á, thì đây ta gọi là địa ngục. Mà cụ thể cho mình biết á, là cái người mất hết tự do, tức là không được tự tại, là người đang ở trong tù, trong tội, đây là địa ngục. Thì vì người ở trong địa ngục thì tu để làm sao mà mình ra khỏi cái địa ngục là chính. Đó là cái bước ban đầu để mình tu, tức là từ một người tù tội mà làm sao mình ra khỏi tù tội, mình trở thành người thường. Mặc dù mình ra làm người thường đi nữa đó, nhưng mình gọi là cái túc nghiệp, tức là tù tội mình vẫn còn. Thì đây mình gọi là gì? Tức là tiền án tiền sự, chứ không phải ra khỏi rồi hết. Tức là tội mình cũng còn. Cho nên những người mà ở trong tù mới ra, họ khác hơn con người thường. Rồi đó, ngạ quỷ, tức là từ cái kiếp mà nghèo đói mà trở lên được cái mức bình thường là con người. Ở trong loài ngạ quỷ thì về tâm chúng ta không thấy được, nhưng mà cụ thể chúng ta thấy nữa, từ một cái người nghèo đói mà cố làm sao mà vươn lên trở thành người thường. Thì cái người mà nghèo đói bây giờ như Việt Nam mình ấy, mình gọi là cái xếp vô hạng nghèo. Rồi mình còn cái cận nghèo, biết không? Thì từ cái chỗ nghèo mà tự mình thoát nghèo để đi lên ấy, thì lại có thêm cái nữa đó là vì cái chính sách nhà nước, cho nên có một cái là giúp đỡ cho người nghèo để vượt qua cái nghèo, vượt qua cái đói, rồi còn nghèo, rồi vượt qua cái nghèo gọi là cận nghèo. Thế nên tự mình vươn lên thì được, nhưng mà mình có ý chí vươn lên và được chính sách nhà nước giúp đỡ cho mình lên nữa đó, là mình ra khỏi cái này. Cho nên ở trên cái bước đường tu của mình đó, cũng vậy. Cái khi mà mình phát tâm mình đi lên đó, thì lúc bây giờ Phật phò hộ cho mình, rồi chư thiên giúp đỡ cho mình, hộ pháp giúp đỡ cho mình. Cho nên từ cái chỗ đó mình lên được. Mà quan trọng nhất là mình có cái ý mà muốn đi ra đó, ra khỏi cái cảnh nghèo đói đó, thì bây giờ mình giúp mới được. Còn có những người nghèo đói nhưng mà lại không có ý chí vươn lên, thì quý vị có giúp họ bao nhiêu cũng vậy thôi, rồi họ cũng hoàn lại nghèo đói nữa.
thậm chí chưa nghèo nhưng mà giả nghèo để nhờ cái sự giúp đỡ. Cho nên đây Thầy nói là cái tình trạng mà những người đi ăn xin, những người mà lừa đảo, thiệt ra là còn có thể làm ăn được, còn có thể sống được, nhưng mà làm như là cái trường hợp không thể sống được, cho nên động cái lòng thương người khác để giúp đỡ. Nhưng mà như vậy đó thì cái trường hợp đó, cái người này dầu mình có giúp đỡ họ bao nhiêu đi nữa rồi đó, họ cũng sẽ cứ lần lần lụng lần tới cái chỗ mà chết thôi, nhưng để mà đọa vào địa ngục chứ không lên được. Có cái ý chí mà vươn lên đó, thì cái trường hợp đó người ta có thể giúp người này lên được. Cho nên khi mình tu đó mình thoát được, thoát được cái kiếp nghèo đói mà trong này Đức Phật gọi là kiếp ngạ quỷ, thoát khỏi được kiếp ngạ quỷ. Rồi qua được cái kiếp ngạ quỷ cao hơn bước nữa là gì? Cái đời sống mà người, nhưng mà người hạ đẳng, tức là cái giai cấp mà cùng đinh, đầu tắt mặt tối mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cái này lớp mà lớp nghèo đói. Ta nói người nhưng mà ở dưới cái dạng này, thì bây giờ đó mình nói là mình vươn lên, nhưng bằng cách nào đây? Từ cái giai cấp đó, sống được nhưng mà mình sống với cái sự vất vả, gọi là làm thuê ở mướn, mình làm với cái sức lao động quá nhiều nhưng mà cái lương của mình quá ít, cái đời sống mình quá quá khổ cực. Thì bây giờ đó cái kiếp người nhưng mà thoát lên từ cái địa ngục mà đi ra, rồi lúc bây giờ đó mình gọi là hoàn lương rồi đó, thì bây giờ bắt đầu đi lên mà vượt qua được cái kiếp nghèo đói mà đi lên, lên qua được cái bước đó, mà từ cái làm ăn khổ cực không đủ mà mình lại có tích lũy, có để dành được, thì bây giờ mình mới trở lại con người bình thường. Ở dưới này mình đi tu, mình vượt lên như vậy đó, là từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà đi lên đó làm người. Còn tất cả mọi người chúng ta ngồi đây đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta đã qua hết cái này rồi. Giờ ta đã ở trong cái giai đoạn là con người, mình hoàn toàn không có tù tội, không đến nỗi nghèo đói, không có đến nỗi mà quá cực khổ, vất vả. Một người bình thường rồi này, là con người. Thì bây giờ từ con người này đó, mà chúng ta tu đó, để chúng ta tự nhích lên nữa, chứ ta không bằng lòng ngay cái thực tế này đó. Từ cái chỗ con người mà con người nghèo đói, vươn lên đủ ăn đủ mặc, thì bây giờ từ con người đủ ăn đủ mặc này mình muốn gì nữa? Tức là lên, phải không? Lên cao hơn bước nữa đó. Mà người thường người ta dùng cái chữ người ta gọi là ăn ngon và mặc đẹp, phải không? Ăn ngon và mặc đẹp. Nhưng mà thiệt ra thì nếu mình tu đó thì mình cũng không thích ăn ngon và cũng không thích mặc đẹp chi. Và đối với Thầy thì Thầy nghĩ là tích lũy công đức. Tại vì mình nghĩ cái ăn ngon mặc đẹp của những kiếp trước mình, nếu mà mình rớt xuống tới địa ngục rồi mình lên khổ. Vì tham như vậy cho nên khổ. Cho nên từ cái chỗ làm con người như thế này đó, thì bây giờ mình biết tu rồi đó, thì mình phải nên tích lũy, mà tích lũy cái phước đức của mình. Nên mình ăn cũng vừa đủ no, mặc cũng vừa đủ ấm, và mình phát tâm để mà mình giúp đỡ người khác. Bây giờ bước qua một giai đoạn thứ hai gọi là làm từ thiện. Đây gọi là tu. Từ một con người bình thường này đó, để tu lên bước nữa đó, thì bây giờ mình hướng tới một cái là chư thiên. Chư thiên tức là những người trên mình đó, cố làm sao mình vươn lên. Thì Đức Phật nói là chư thiên đó, họ tu cái gì? Gọi là tu 10 điều lành. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, cái khi mà sống được đời bình thường rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu chúng ta tu 10 điều lành. Cái này đó để chúng ta lên cao một bậc là lên làm chư thiên. Chư thiên ở trong 6 của trời dục là do tu 10 điều lành này mà lên. Thì trong 10 điều lành này đó, Đức Phật nói là thân đó, là mình có 3 nghiệp: sát, đạo và dâm. Miệng thì mình có 4 nghiệp: nói dối, nói thiêu dệt, nói lời hung ác và nói đâm thọc. Thành ra các Phật tử mình tự kiểm ra mấy cái tội này có mình có không.
Nếu mà mình phạm phải cái tội mình hay nói mà ly gián, cái lời nói mình mà làm cho người này ghét người kia, người kia thù người nọ, cái này rất nguy hiểm. Sau này mình thọ quả báo này còn sợ lắm. Cho nên làm sao mà mình sử dụng cái lời nói mình mà gắn kết, hàn gắn lại những cái vết nứt ở trong xã hội này, làm phát triển lên cái niềm tin, giúp cho người ta để người ta an ổn, người ta đi lên được, cái này là lời nói. Cho nên ở đây là cái trường hợp Đức Phật dạy chúng ta tu là chúng ta tập lần. Cho nên làm sao đó mà mọi người chung quanh họ nghĩ rằng mình không bao giờ nói dối, phải không? Đây là cái điều tốt này. Đức Phật nói là sở dĩ mọi người tin Ngài đó là vì Ngài trải qua vô lượng kiếp đó, sanh ra bao giờ người nói thật chứ không nói dối. Thành một số Phật tử chúng ta tu thì tu, tụng kinh thì tụng, nhưng mà vẫn thích nói dối, phải không? Nói dối thấy vui hơn. Cái thứ hai nữa là ưa nói kích động người khác vui hơn. Thậm chí cái nói dối đó, nhưng không phải cố ý nói dối, nhưng mà nói chơi, nói như vậy đó để cho nó sợ, hay nói như vậy để cho nó khổ hay cái gì đó, để gọi là chơi thôi. Nhưng mà cái này không được. Cho nên tất cả những cái này đó là mình tập, mình bỏ lần đó, thì lúc bây giờ đó, mình tự nhích mình lên. Cho nên sát sanh mình nợ mạng nó thì này rất nguy hiểm. Trộm cắp thì mình nợ tiền của nó, cho nên sẽ khổ sở. Cho nên bây giờ đó mình lại đổi ra qua, phải không? Đổi qua đó là mình hộ mạng chúng sanh, tức là mình cứu được, mình giúp được đó, thì cái này mình sẵn lòng. Cho nên có một số các Phật tử mà khi học nó vừa tu thập thiện, cho nên tôi ưa phóng sanh. Tại nó ưa phóng sanh cho nên lúc bây giờ nó cứ đi mua chim, mua cá mà thả, phải không? Thế nên bây giờ nó mua chim thì mình đặt hàng cho nó. Bữa nay tôi muốn thả 100 con chim đây, hay là tôi thả 1000 con chim đây. Thì mấy cái người mà đi bắt nó cố bắt đủ chim đó, rồi đem tới chùa nó để mình mua, mình thả. Cho nên thầy nói là những con chim này không ai bắt nó làm gì, không ai giết nó làm gì, nhưng mà tại mấy bà đặt hàng cho nên nó phải đi bắt chứ. Thầy thấy chim mà đem tới chùa nhốt để chuẩn bị chờ phóng sanh, cái chim này đâu ai ăn thịt nó đâu. Cho nên bình thường thì không ai bắt nó, nhưng mà tại vì mình gọi là đặt cho nó bắt để cho mình thả nó, thì cái trường hợp này nó mình vô tình mình tạo tội. Tại mình đặt nó cho nó đi bắt, cho nên cái này mình xúi người ta bắt mà. Thay vì mình không đặt nó đâu bắt, cho nên là mình đã phạm cái tội thứ nhất rồi, xúi người ta bắt. Rồi cái thứ hai là trong cái thời gian mà bắt nó mà nhốt trong lòng á, mà ở đây chờ mình tới rồi chờ mấy thầy tụng kinh rồi thả nữa đó, nhiều con thả ra bay không nổi chết rồi, phải không? Đây tội. Cho nên phóng sanh tưởng đâu sanh phước mà thầy nói cái này tội chứ. Tại trong lúc đó phóng sanh thì lúc bây giờ nữa bảo là thân phụ của Ngài Trần Huyền Trang, tức là đường Tam Tạng, là chỉ thả có một con cá chép thôi. Thả một con cá chép thôi, nhưng mà rồi đó, con cá chép này đó, nó là con của Long Vương, nó bị mắc nạn. Cho nên lúc bây giờ đó là ông mới thương, ông thấy nó như vậy đó, người ta bắt được đó, thì ông mới mua, ông mới thả nó về. Cho nên cái ơn cứu này đó, mấy ông, ơn cứu này đó mà sau đó, thì cái trường hợp nó qua tới được con, tới Ngài Huyền Trang còn hưởng được. Vậy chỗ này các người biết không? Cứu con cá chép mắc nạn này đó, nếu mà ta nghĩ thực tế trong cuộc sống này, cái chúng ta biết. Cho nên một cái người đó họ có cái quy đức lớn, sau này họ sẽ làm việc lớn, nhưng mà họ mắc nạn, mà bây giờ mình cứu họ được đi. Thành ra mình cứu được cái người này rồi, sau này họ nên việc đi, họ lên họ làm vua, họ được làm tướng, làm quan, làm gì đó. Cái ơn cứu mạng này rất quan trọng. Thành ra Long Vương á, nên ta gọi là cá mà quá rồng. Bây giờ nó là cá, nhưng mai mốt nó là rồng.
Bây giờ nó là đang bị nạn, bị người ta truy đuổi đây, nhưng mà mai mốt nó sẽ làm vua làm tướng này. Cho nên cứu được cái này đó là rất là quan trọng. Cứu một người thôi nhưng mà cái công đức lớn chứ. Nên thầy nói ngày xưa đó, ông vua Gia Long ấy, lúc mà ông chưa làm vua nữa, thì ông bị Nguyễn Huệ đuổi chạy. Ông chạy lạc vô ở trong cái núi Thị Vải đó. Ở đó hồi xưa là rừng già, có mình không biết đường ra nữa. Thì lúc bây giờ nó gặp một cái bà vải ở trong đó, bà được đó là thần núi mách cho biết là cái ông này sau này làm vua đây, bây giờ ông đang mắc nạn này này, cho nên bà ra bà cứu ông đi. Thì bây giờ cái bà vải tu ở trong núi đó đó, bà mới nấu cơm sẵn rồi, bà mới mang ra cái chỗ mà ông thần núi chỉ đó. Ra đó thì thấy ông vua Gia Long lúc đó chưa làm vua mà lang thang đói khát ở đây, thành ra cho ông này ăn có một vắt cơm thôi. Ăn có vắt cơm đó rồi đó là dắt cái ông này đi xuống cái chỗ sông Thị Vải đó, tới bờ sông đó, đó thì xuống đó ấy, thì đúng gặp thuyền mà của quân ông Gia Long ấy, ở dưới đó, cho nên nó mới rước ông chạy xuống Mỹ Tho, ông thoát nạn. Sau này ông lên làm vua rồi đó, thì bây giờ đó, cái núi Thị Vải đó, ông mới sắc phong cho đó gọi là Nữ Tăng Sơn, tức là một cái bà vải, một người tu nhưng mà nữ ở trên núi này này, bây giờ không biết là ai, cho nên giờ đó ông phong cho cái bà đó làm thần của cái núi này nè. Nên bây giờ mình gọi là núi Bà Vải hay núi Thị Vải. Còn cái con sông mà đằng trước cái núi Thị Vải nó cũng gọi là sông Thị Vải nữa. Cũng lấy cái dòng sông mà hồi dắt ông ra đó đó để thoát nạn đó, thì đặt cái tên cho cái bà này, không biết là tên gì, kêu núi Bà Vải. Ta nói chỉ cứu có một người thôi, nhưng mà này ta nói cá quá rồng này. Một người gặp nạn nhưng mà sau này họ làm vua. Mình nó thường thường mình hay dùng chữ là tiên mắc đọa, phải không? Họ là tiên nhưng mắc đọa. Thì cái trường hợp này đó, sau này họ làm nên sự nghiệp đó, thì chính cái này cái phước mình nhân lên lớn. Đó là ở trên bước đường tu đó, mình có chút trí tuệ. Bây giờ thấy người này nghèo, cái người này đói, cái người này khổ, mình có thể cho họ ăn, mình có thể giúp họ, rồi họ thoát nghèo, họ thoát khổ nè, họ lên được, cái người họ tự nhiên biết ơn mình chứ. Thành ra chỉ một lần giúp thôi, nhưng mà giúp được một cái người tốt họ lên được thì cái trường hợp này họ nhớ ơn mình. Đây Đức Phật dạy mình tu là như thế này. Thầy nhớ hồi lúc mà thầy còn đi học, lúc đó bản thân mình cũng nghèo, cũng thiếu. Nhưng mà bây giờ đó, thầy thấy một cái anh này đó, anh học ở bên ngành y, mà cái năm cuối rồi ra trường rồi, nhưng bây giờ đó ảnh không có tiền đóng tiền trường. Mà không có tiền đóng tiền trường thì quý vị biết ở bên Nhật là không tốt nghiệp được rồi. Hãy không đóng tiền trường là không tốt nghiệp được rồi. Thành ra thầy thấy như vậy đó, thầy thấy tội chứ. Thầy thấy tội. Mình đóng tiền trường rồi cho nên chắc chắn là mình tốt nghiệp được. Còn cái anh này đó là bây giờ không đóng thì không tốt nghiệp, mà bây giờ không có tiền nữa. Là tại bên này cúp học bổng anh đi. Thì cúp là trong lúc đó anh tham gia cái phong trào sinh viên, anh chống chế độ hồi bên này nè, cho nên bị cúp học bổng rồi, không có tiền. Thì thầy mới thấy thầy tội nghiệp. Thôi thầy nói anh, thầy nói là tôi thì đóng tiền trường rồi, nhưng bây giờ anh thì không có tiền, phải không? Mà không đóng thì người ta sẽ đuổi anh, cho nên thôi anh cứ lấy tiền này anh đóng để anh học, và sau này nếu hay có điều kiện thì trả lại, còn không có điều kiện thì thôi cũng không sao. Anh hỏi làm sao sau này mà làm sao con gặp thầy để con trả. Thầy mới biểu anh là anh sẽ gặp bất cứ người nào trong hoàn cảnh giống như anh ngày nay đó, thì anh giúp cái người đó, tức là anh trả thầy đó, trả ơn thầy. Thầy Phật dạy như vậy đó, chứ không phải là bây giờ thầy giúp rồi mai mốt tìm thầy để trả. Thầy không có đòi cái này, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nên nghĩ cho này. Mình làm từ thiện ở trong cái tinh thần đó, đó. Tại vì Phật
độ cho thầy, thì bây giờ đó thầy độ cho các Phật tử đó là thầy trả ơn Phật. Đây là Đức Phật dạy mình đó, là chứ không phải mình giúp cái người đó rồi mai mốt mình trông mình mong cái người đó trả ơn mình mà họ không trả ơn cái mình, buồn phiền rồi đó mình trách mắng họ, phải không? Cái này không nên nè. Ta nói chuyện này thôi không cần quan tâm nữa. Tại vì mình có tiền đóng tiền trường xong rồi, mình tốt nghiệp rồi, mình còn bao nhiêu việc khác mình phải làm, thì không có nghĩ chuyện này làm gì nữa. Thành ra mấy chục năm sau nữa, anh mới tìm về thành phố này, anh tìm tới anh gặp thầy. Lúc đó thầy đang giảng kinh ở chùa Xá Lợi. Anh gặp anh mừng quá. Anh nói con không có còn người thân nào ở Việt Nam hết, nhưng mà con chỉ nhớ tới thầy thôi. Rồi quý vị thấy cái chỗ này, mình không nghĩ tới, mình không cần họ trả ơn, nhưng mà thực ra cái lòng tốt của mình á, thì người ta sẽ ghi nhớ mình, người ta không quên. Thầy hỏi bây giờ anh làm gì? Anh nói thầy nói con làm bác sĩ. Ta nên nhờ thầy giúp mà con ra trường được. Rồi bây giờ nó con mang quốc tịch Nhật luôn. Con có gia đình ở bên đó, mà con á, chăm sóc cho mấy cái người già. Lãnh trách nhiệm là chăm sóc cho 30 người già. Thành ra chế độ y tế bên Nhật nó có cái đặc biệt đó, mỗi một bác sĩ phải chăm sóc cho 30 người đây. Thành ra khi mà chăm sóc cho những người già đó, thành ra con thì nghĩ tới thầy thôi. Quý vị thấy cái vấn đề mình làm phước đó, mình tu theo Đức Phật dạy là chính cái này. Thành anh nghĩ tới thầy mà anh chăm sóc cho mấy người già, thầy nói như vậy là tốt rồi đó. Đó là anh tu theo cái lời Phật dạy, gọi là tu thập thiện. Mình nhận được cái người trước giúp đỡ mình thì mình phải nghĩ mình giúp đỡ cho người sau. Cố gắng làm cái việc này đó, thì sau này đó, nếu mà tái sanh lại trong loài người thì cái phước mình tăng hơn. Là tại tất cả những người mà mình giúp đỡ vô tư đó, họ sẽ trở thành quyến thuộc của mình. Họ thấy mình, họ sẽ thương, họ sẽ quý. Mà nếu hãy phước anh nhiều hơn chút nữa thì anh sanh lên các cõi trời để hưởng phước. Cho nên nó cố gắng tạo phước chứ đừng hưởng. Hãy hưởng hết phước rồi là đọa, là khổ. Cho nên nó nhiều người giàu có nhưng mà vì hưởng hết đi cho nên đọa. Còn cái người mà biết tích lũy, biết để dành theo lời Đức Phật dạy đó, để cứu giúp những người khác nữa đó, thì cái trường hợp này họ sẽ có một cái quyến thuộc tốt như vậy. Rồi sau này sanh ra gặp nhau, rồi quý trọng nhau, rồi tin tưởng nhau, cùng dìu dắt nhau mà đi lên, phải không? Thì sẽ lên các cõi trời. Thế nên các cõi trời đó là lên tới cõi trời dục đó, thì từ cái trời Tứ Thiên Vương, rồi trời Đao Lợi, rồi trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Tha Hóa, Tự Tại Thiên, tức là sáu cõi trời này nữa, sanh ra. Đây là cõi trời, chúng ta lên cõi trời. Cho nên tu thập thiện thì sẽ sanh lên cõi trời. Đầy đủ thập thiện thì sanh lên cõi trời. Còn chưa đủ thì ta tái sanh ở trong loài người. Nhưng mà chắc chắn đó, Đức Phật nó con người, nhưng mà hơn những người khác. Hơn cái gì? Tức là sức khỏe chúng ta tốt. Sanh ra mà sức khỏe chúng ta tốt hơn người khác này tốt nữa. Thứ hai đó là ngoại hình chúng ta dễ coi, phải không? Đây là cái chuyện mà tốt chúng ta. Không bệnh hoạn ốm đau mà ngoại hình dễ coi. Bạn bè nữa thì thương mến chúng ta, cho nên ta làm được nhiều việc lắm. Đó là sanh trong loài người. Mà hãy phước nhiều hơn một chút, tròn đủ là lên trời. Tại lên trời nó còn có khó hơn ở đây một chút đó là gì? Tại là lên trời, muốn lên các tầng trời nữa, thì cái này Đức Phật gọi là đoạn dục, tức là không có gia đình nữa, phải không? Muốn lên trời nữa thì thôi, không có vợ, không có chồng nữa. Cái này là điều căn bản để lên trời, để lên trên chư thiên. Và ở trong lòng thì cái trường hợp này ba cái không có, là tham, giận và si mê không có. Cho nên có một cái trí tuệ nhìn được, thấy được người tốt, người xấu, người nên giúp đỡ, người không nên giúp đỡ. Cái chỗ mà lên trời ở chỗ này khó. Còn nếu mà chúng ta dại khờ đó, thiếu trí tuệ đó, nhưng mà ta giúp đỡ cho những người ác, người xấu để nó tiếp tục nó làm ác đó, nó làm xấu đó, thì này ta cùng bọn với nó. Đây là cái điều quan trọng thế.
Tại nó giúp được một người sau này họ làm quan làm tướng thì cái trường hợp này chắc chắn họ tốt nhất với mình. Nhưng mà giúp cho một người đó, rồi nó đi ăn cướp, nó giết người nữa, rồi sau nó vào trong ngục, phải không? Đôi khi nó khai cho mình nữa, phải không? Thành ra bị quả lây, cái này chính. Nó làm phước nhưng mà lại sai. Thành ra chư thiên đó là nhờ có tu ba cái là không có tham, không có giận và không có si mê. Cho nên nó tu trí tuệ. Để chúng ta nhìn, ta thấy người ta biết. Cái người ta giúp đỡ, ta nên. Còn cái người mà không nên giúp đỡ, như Thầy nói, cái người này giúp đỡ nên nó trở thành ăn hại luôn á, thì cái trường hợp này nó cứ bám mình, phải không? Thế nên trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật nói cái này nên cẩn thận nè. Cái người tham lam chúng ta không nên giúp đỡ nó. Thế nên ta giúp đỡ nó để tăng trưởng cái lòng tham của nó đó, thì nó càng nghèo càng khổ. Và khi ta không còn giúp nó được nữa đó, thì nó thù ta, phải không? Thế nên các vị nên nhớ cái này. Nó cứ nghĩ là mình xấu, mình không thương nó, mình không giúp nó. Nhưng mà những người này, nếu quý vị giúp nó bao nhiêu rồi, nó cũng hết. Thầy nói nếu mà quý vị giúp cho nó tiền để nó đi hút xì ke thì sao? Thầy này giúp tiền để cho nó đi đánh bạc thì sao? Cái này hỏng rồi, biết không? Cái này rất nguy hiểm này. Cho nên ta có trí tuệ rồi, chúng ta thấy cái này ta... Rồi nếu mà ta có trí tuệ, ta nhìn ta thấy cái người giả, người thật ta biết chứ. Thành ra có một cái người mà tới thưa với Thầy khóc lóc lại lục, nói à, bây giờ mẹ con chết mà không có cái hàng để chôn, phải không? Thầy giúp đỡ, Thầy từ bi đi. Thầy nói à, được rồi. Bây giờ đó bà cho cái địa chỉ đây, Thầy sẽ cho người tới mà lo cái chuyện này cho. Phải không? Thầy biết cái người này giả mà. Nó làm như vậy chứ không phải nó không có ai chết. Lúc bây giờ nó mới cho một cái địa chỉ rồi, Thầy biểu một Phật tử, Thầy nói à, tới coi thử cái chỗ đó có cái người mà chết thiệt như vậy không. Thì nếu hay có đó thì mình nên giúp. Cái người chết mà không có hàng để chôn, phải không? Không có tiền để làm đám ma, thì cái trường hợp này nên giúp. Thiệt họ trong hoàn cảnh đó nên giúp. Anh em Phật tử đi tới rồi về thưa Thầy, nó không có, con tới nó thấy nhà người ta đàng hoàng, số nhà đó đúng rồi nhưng mà không có. Ở nhà không có ai bệnh, không ai chết gì hết. Đó, các vị nên biết cái chuyện này. Đó, thành ra mình có trí tuệ một chút, nên Đức Phật nói là chư thiên hơn mình chút. Cho nên mình có thể gạt được cái người dưới mình, nhưng mà mình không bao giờ gạt được người trên. Không thể nào gạt chư thiên được đâu. Cho nên mình tới mình cúng, mình bái, mình van, mình xin. Cái trường hợp mấy ông trời ở trên họ có mắt, phải không? Họ nhìn xuống họ thấy. Họ thấy họ biết chứ. Thành ra họ chỉ mỉm cười thôi, họ không nói gì hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có những người như vậy, họ nói sao mà con cầu con xin không bao giờ được, phải không? Thầy mới nói là cầu xin theo kiểu bà làm sao mà được, phải không? Tham quá mà đâu nè. Chư thiên họ thấy họ đâu chấp nhận. Phải đồng cảm với họ cả. Tại vì chỗ này Đức Phật dạy mình gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hai cái này gặp với nhau mới có thể giúp nhau được. Cho nên bây giờ nếu mình thương người, cứu người, giúp người, cho nên mấy ông Bồ Tát không cũng thương người. Do đó đó mà ông hợp tác với mình để làm cái việc này nè. Thầy nhớ hồi cái bữa Phật đản, đồng cái lúc đó là ở bên Nepal động đất. Thì trong cái lễ Phật đản đó thì Thầy có kêu gọi, Thầy nói à, tất cả các Phật tử của mình đây đó là nên ít nhiều đóng góp vô để mà mình gửi qua cứu cái dân Nepal này. Tại chỗ đó là hồi để Đức Phật đản sanh. Bây giờ tới ngày Phật đản mà họ đang gặp nạn như vậy đó, thì mình nên làm, phải không? Đó, thành ra khi mà Thầy kêu như vậy đó, thì tất cả các Phật tử họ đi dự lễ Phật đản ở tại Việt Nam Quốc tự đó, ít nhiều họ bỏ vô. Thành ra gom vô nó lần á, thì Thầy thấy mở cái thùng ra nó là được vào khoảng độ 400-500 triệu gì đó. Rồi đó một Phật tử khác á, thành họ thưa với Thầy là à, nếu mà Thầy có tổ chức đi ở bên đó đó thì cho con đóng góp thêm. Thành cái ông này cũng đặc biệt đó là ông gom hết bà con ông lại cũng được hơn 1 tỷ, thành ra ông gửi cúng luôn.
Thành ra mấy người khác cũng bắt chước như vậy đó, cũng bắt chước mà làm theo, làm theo mà gom hết. Thì cái bữa mà Hòa Thượng Tánh đại diện cho thành hội mình mà mang quà, mang tiền để mà qua bên Nepal để mà giúp đỡ cho người nghèo đó, qua thầy Thiền Tánh về đó mới báo cáo lại thầy biết đó, là như vậy là tổng cái số tiền và quà mà mình đem mình tặng cho Nepal đó, các vị biết không, tức là trên 7 tỷ. Đây là cái việc thật. Là tại sao vậy? Là vì mình thương người thiệt, mình muốn giúp đỡ người thiệt, và có những con người đáng thương thiệt. Cái này là sự thật. Cho nên cái này là thầy nói là các vị Bồ Tát đó. Cho nên các vị Bồ Tát, mặc dù đó là họ con người, gọi là nhân gian Bồ Tát, con người mà họ có cái tâm thương như vậy. Tất cả mọi người mình đây thì người 5 đồng, 10 đồng bỏ vô. Nhưng mà cái ông này đặc biệt là khuyên hết bà con ổng, đây là cái chuyện nên làm, cho nên gom hết lại hơn tỷ để mà gửi cho này đi cứu trợ. Thầy nói ông này Bồ Tát đó. Tất cả những người khác mà đem tài sản của mình hiến như vậy, đây là các vị Bồ Tát. Tại vì mình có cái ý định là muốn đi thiệt, muốn cứu thiệt, cho nên lúc bây giờ đã các vị Bồ Tát họ mới hợp tác với mình. Rồi chư thiên cũng ủng hộ cho mình cái chuyện này. Cho nên mọi việc mình làm nó sẽ có cái kết quả tốt nó như vậy đó. Thì mình làm cái việc này nó có nghĩa là mình thay cho Bồ Tát, cho nên được Bồ Tát giúp đỡ. Mình đồng cảm với chư thiên, cho nên chư thiên ủng hộ mình. Thì như vậy sao? Mình có bạn là Bồ Tát, mình có bạn là chư thiên. Cho nên mình có bạn là chư thiên, có bạn là Bồ Tát. Thì cái trường hợp này, cái khi mà mình mãn duyên ở đây, mình hết rồi, mình hết cái kiếp sống ở đây rồi đó, thì bây giờ mấy ông mới kêu à, bây giờ đó sao? Thầy muốn lên trời không? Lên với tôi phải không? Này muốn về cực lạc không? À, đi với tôi phải không? Bao nhiêu người rước mình thì bạn tốt mà. Tại khi mình ở đây nhưng mà mình làm cái việc đồng hạnh, đồng nguyện với các ngài, cho nên khi mà mình mãn duyên đây, các ngài sẵn sàng rước. Đây là sự thật ở trong cuộc sống. Cho nên này ta gọi là hành thập thiện. Vì vậy đó, mà Đức Phật nói đó, tất cả những cái việc làm của Phật và Bồ Tát đó, là đều có trí tuệ chỉ đạo hết. Ta đã có trí tuệ chỉ đạo, cho nên tất cả những người mình cứu, tất cả những người mình giúp đó, họ đều đi lên được hết. Đây là trên cái bước đường tu hành của mình. Còn nếu mà quý vị quay nhìn trở lại đó, tất cả những người mình cứu, mình giúp đỡ, họ cứ đi xuống đó. Họ đi vào tù hết đó, thì biết cái này nguy hiểm rồi, mình đi lạc rồi không? Đây cái quyến thuộc mình như thế này nguy hiểm. Ta nên nhìn thấy như vậy mà biết mình đi lên hay là mình đi xuống. Đây là tu thập thiện. Cho nên tu được như vậy đó, thì bây giờ nó sẽ sanh lên các tầng trời, hay là sanh về các cõi Phật. Tại vì mình có bạn mình là chư thiên, mình có bạn mình là Bồ Tát. Mình nói bạn thì hơi quá đáng, mà có Bồ Tát thương mình, có chư thiên thương mình, thì cái trường hợp khi mình gặp nạn thì chắc chắn các ngài cứu chứ. Tại mình cứu những người gặp nạn khác thì Bồ Tát cũng cứu mình khi mình gặp nạn, chư thiên cũng cứu mình khi mình gặp nạn. Đây là trên cái bước đường tu hành. Chứ còn bây giờ đó, quý vị nó sanh ra cái tâm sân hận, ghét một người nào đó, phải không? Thành ra sao nói là Phật bà không dặn cổ nó đi, phải không? Được không? Phật đâu có dặn cổ người ta đâu, mà mình lại khởi tâm ác, mình kêu vậy nó làm sao Phật giúp mình được? Nó ác, nó xấu đó, nhưng mà mình theo Phật, mình tu, mình bỏ qua đi, rồi đó thì Phật cũng cứu mình. Phật phò hộ cho mình chứ, thương mình. Nói gì chứ nó không hại được đâu, phải không? Thấy kệ nó không hại đâu, sợ. Mà nó hại thiệt đó, thì các ngài cứu. Mình thiệt tâm tu đó thì các ngài cứu mình. Nhưng mình khởi tâm sân hận thì đừng hòng, cái chuyện này không có. Nhưng mà đoạn được ba cái tham sân si này rồi đó, trí tuệ phát sanh đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nói nếu mà mình đó, tu thêm cái thiền định thì sẽ lên các cõi trời cao hơn. Thành ra mình tu lên nữa là lên trời sắc giới này, có 3-4 cái tầng trời sắc giới này, mình lên là 18 cõi đây. 18 cõi trời sắc giới này mình lên đây nữa. Như vậy là gì? Cái bước ban đầu đó,
Mặc dù ở đây cái hoàn cảnh mình sống thì tốt rồi, tại vì không tham. Không tham cho nên cái hoàn cảnh như thế nào mình cũng thấy đủ. Thế nên Đức Phật nói là tri túc mà. Hãy không tham thì bao giờ cũng thấy đủ. Nhưng mà hãy tham thì bao giờ cũng không đủ, phải không? Thế nên không tham thì không, đâu có thiếu. Thế nên một ngày ăn một bữa hoặc là hai ba ngày ăn một bữa cũng đâu có sao, đâu có chết đâu. Không tham mà, thế nên không chết. Cho nên bây giờ được hai chữ tri túc rồi. Mình cảm thấy đủ hết rồi. Giàu mình cũng cảm thấy đủ, mà nghèo mình cũng cảm thấy đủ. Mình không bao giờ cảm thấy thiếu nữa đó. Thì lúc bây giờ đó, tâm mình yên ổn. Tâm mình yên ổn, mình bắt đầu mình đi vào trong trong thế giới cao hơn. Ta gọi là đi nhập vào sơ thiền. Tức là nhập vào được sơ thiền á, thì sao? Mình không có cảm giác đói, mình không có cảm giác khát, mình không có cảm giác lạnh, cảm giác nóng, để mà vượt qua nó những cái việc bình thường. Tại hồi nãy mình cần có cơm ăn áo mặc, phải không? Nếu không có cơm mình đói, mình không có áo mình lạnh. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài nhập định, Ngài quên đi, quên cái vấn đề đói, quên vấn đề lạnh đi. Cho nên cả tuần Ngài không ăn, cả tháng Ngài không ăn. Do đó mà cái da bụng dính với xương sống, phải không? Tức là đi vào định là quên mất cái thân này có này. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên bây giờ người ta mới sống với cái tâm, sống với cái tâm ấy, mà người ta không sống với cái thân vật chất nữa. Cho nên đôi khi quên cái thân vật chất này. Do đó các ngài đắc đạo rồi, các ngài bỏ xác luôn. Như ở Việt Nam mình mà có các vị thiền sư mà tu hành rồi ngồi chết khô luôn á, để xác lại mấy trăm năm còn đó. Là cái trường hợp này là do các ngài tu đây. Quên ăn này, quên đói. Cho nên quên đói, quên lạnh cho đến ngồi cái thân này nó cứng là chết khô luôn đó. Thì cái trường hợp này đó là đi vào định rồi đó. Cho nên đó, từ cái chỗ đó họ vui trong cái thiền định, gọi là ly sanh được. Ly sanh có nghĩa là không lệ thuộc vào cái thân vật chất nữa. Cái thân vật chất này đó, đói không có nghĩ đói, mà lạnh không có nghĩ lạnh. Không cần, không nghĩ này. Mà sống với cái tâm, sống với cái tâm thanh tịnh của mình, cái an vui của mình á, thì như vậy Đức Phật nói là vào sơ thiền. Vào sơ thiền tức là lên trên cái cõi trời dục kia một bước rồi đó. Lên cõi trời sắc. Rồi bây giờ nếu mà sống được ở trong định á, vui ở trong định á, thì cái trường hợp này gọi là hoàn toàn cái tâm mình á, an ổn hoàn toàn á, thì cái này gọi là định sanh hỷ lạc. Lên từng trời cao hơn nữa. Rồi á, lên cao hơn bước nữa là cái lạc ở trong lòng, cái vui ở trong lòng đó, trong thiền định này biến mất đi nữa, gọi là ly hỷ diệu lạc. Cho nên cái người mà bắt đầu tu đó, mà cảm thấy khổ là tu không được, cảm thấy vui thì tu được. Ta đã đi vô tu đó, thì lúc bây giờ cái người mà không có căn tu, không có căn lành đó, họ nhìn họ thấy như vậy là khổ, không? Nhưng mà mình thấy cái này là vui mình mới tu được chứ. Họ vui cái gì? Tức là nghe pháp mình thấy vui, tụng kinh mình thấy vui, ngồi thiền mình thấy vui. Thì bây giờ mình ngồi mới được, mình mới tu được. Còn những người khác không được. Cái này không phải là vui đối với họ. Cho nên nhịn đói mà mình vẫn nhịn được. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên Đức Phật dạy mình, mình tu tới cái phước mình đã sanh ra được rồi đó, thì nó hơn những người đó mà có nghiệp. Cho nên mình có phước sanh rồi thì mình hơn cái người có nghiệp. Tại cái nghiệp của họ đó là họ đói họ chịu không được, nhưng mà mình đói mình vẫn thấy được. Ăn ngon thì họ ăn được, nhưng mà ăn dở ăn không được, phải không? Nhưng mà mình có cái phước thì ăn cái gì cũng thành ra ngon hết. Đây là sự thật ở trên bước đường tu đó. Thành ra Thầy trải nghiệm, Thầy thấy cái này rõ lắm. Cho nên mình không cần thức ăn ngon, nhưng mà mình vẫn ăn được, mà mình vẫn sống được, mình vẫn khỏe được. Thì cái này đó là cái phước của mình đó, trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ này đó mà quý vị lần lần đó, quên mất cái đời sống vật chất này của mình đi, mà mình mới có một cái đời sống tâm linh thực sự. Có một đời sống tâm linh thực sự đó, thì mình nâng lên tới cái đỉnh cao cuối cùng của nó đó. Thì bây giờ lên tới cái chỗ mà ngũ tịnh cư thiên đó, là cao nhất ở trên này đó, thì bây giờ mình mới gặp trời Phạm Thiên.
Cho nên trời Phạm Thiên với mình đồng nhau, cho nên mình tu nên mình mới lên tới chỗ này. Mình gọi là tới cùng tột của tâm, thì cái trường hợp mình sẽ gặp Thượng Đế, mình gặp chỗ này nữa. Cho nên Thượng Đế ở chỗ đây nè. Đó là ở trên bước đường tu mình nó cắt hết nghiệp. Mấy ông trời trên đó là tại vì hết nghiệp trần rồi cho nên mấy ông làm trời. Bây giờ mình cũng cắt lần hết cái này nè, mình lên tới đó. Cho nên Đức Phật hồi còn làm Thái tử, Ngài xuất gia, Ngài tu đó, Ngài cố gắng thực tập cái này để Ngài chứng được cái này trước. Đây là ở trên bước đường tu mà Đức Phật đã trải nghiệm rồi cho nên Ngài mới dạy mình tu. Rồi đến cái khi mà tới chỗ đó mình đồng với trời Phạm Thiên rồi, thì mình với ổng cũng bằng nhau, phải không? Đương nhiên là mình chưa tới đó thì mình không biết, nhưng mà tới đó thì bây giờ đó Đức Phật mới hỏi mấy ông Phạm Thiên này đó, hỏi mà các ngài ở đây lâu rồi, các ngài có thấy được cái gì khác hơn cái chuyện mà sinh hoạt hàng ngày của mình không? Mấy ông trời Phạm Thiên mới nói Đức Phật đủ rồi, tới đây đủ rồi, cùng tột rồi, đụng nóc rồi, không còn gì hơn nữa. Nhưng mà Đức Phật mới nghĩ chắc có lẽ là chưa đâu, chắc lẽ chưa. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật mới lần thứ hai tới Bồ Đề Đạo Tràng ngồi nhập định chỗ đó, ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nên suốt 49 ngày Đức Phật ngồi nhập định với cội Bồ Đề đó nữa, thì gọi là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên mấy ông trời ở đó đó, họ cũng không biết tại sao mình làm trời nữa, tại sao mình ở đây, phải không? Rồi bây giờ cứ nghĩ sao? Nó tự nhiên nó vậy thôi, phải không? Cho nên người theo đạo Bà La Môn nó là tại vì tôi sanh ra từ miệng của ông Phạm Thiên, cho nên tôi làm thầy Bà La Môn thôi. Cái ông kia Đế Thích đó, ông mà Sắc Đế Lợi đó, ông nói tại vì tôi sanh ra ở trên vai của ông Phạm Thiên, cho nên tôi làm vua thôi, phải không? Không biết cái này nữa. Nhưng Đức Phật Ngài không bằng lòng, Ngài chưa bằng lòng chỗ này. Nó tới đây được rồi, phải không? Nhưng mà Ngài nó chưa. Để tìm ra thử cái nguyên nhân tại sao ấy mà nó lại có cái loại hình thế giới như thế này. Cho nên tới cuối cùng là Ngài chứng được vô thượng Bồ Đề thì Ngài mới thấy được rõ hết cái này. Thì giữa Đức Phật với tất cả chư Phật ở trong mười phương, cái mối quan hệ này đó Đức Phật mới tìm ra được. Do đó mà Ngài thành Phật. Thì khi mà Ngài thành Phật rồi đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả mấy ông trời này, mấy ông trời này đó, mới thấy đó, Ngài cũng là trời Phạm như mấy ổng. Ngài cũng như mấy ổng. Nhưng mà sao lại Ngài biết thêm nhiều cái mà mấy ông không biết được, phải không? Cho nên bây giờ mấy ông trời mới thưa với Đức Phật đó, nói bây giờ đó, sao Ngài giỏi như vậy? Bây giờ Ngài chỉ tôi đi, Ngài nói cho tôi nghe đi. Ngài làm sao Ngài được thế này? Tức là trên cõi trời bực nữa. Thành Đức Phật mới nói các ông ở đây làm trời đó là sướng như vậy đó, nhưng mà nhớ nha, mà hưởng hết phước rồi đó thì sẽ đọa, nhưng mà coi chừng đọa xuống luôn tới địa ngục thì khổ nữa. Cho nên lúc bây giờ mấy ông mới hỏi Đức Phật làm sao mà để khỏi bị đọa, phải không? Khỏi bị đọa nữa thì cái trường hợp đó ta đây ta gọi là Phạm Thiên thỉnh Phật thuyết pháp. Tức là Phạm Thiên. Cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm bảo là Đức Phật thành Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng rồi tất cả trời Phạm Thiên bốn phương tám hướng tập hợp về chỗ Bồ Đề Đạo Tràng mới thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thì đầu tiên Đức Phật mới thuyết cho Phạm Thiên nghe. Thành ra thuyết cho Phạm Thiên nghe, cho nên ở trong cái pháp hội Hoa Nghiêm đó, thì cái trường hợp đó là chỉ có các vị Phạm Thiên và các vị Bồ Tát lớn mới nghe được thôi. Còn hàng nhị thừa, hàng thinh văn hay là hàng phàm phu chúng ta là hoàn toàn không biết. Cho nên khi Đức Phật thuyết cho các vị Bồ Tát như Vi Trần nữa, nên khi mà pháp hội Hoa Nghiêm nó có dùng cái câu nó gọi là Bồ Tát Vi Trần Vân Lai Tập Phạm Vương Thỉnh Phật Thuyết Chân Kinh, phải không? Thành ra khi mà quý vị tụng Kinh Hoa Nghiêm nó có cái câu lại đó.
Tại là tất cả các vị Bồ Tát này, là các vị Phạm Thiên này đó, tập hợp là đông như là vi trần. Rồi đó bây giờ Đại Phạm Thiên Vương là cái ông mà chủ tể này, ông mới thỉnh Đức Phật, thưa Đức Phật để được thuyết pháp. Thì bây giờ Đức Phật mới nói cái pháp chân thật này, là cái này là nói Kinh Hoa Nghiêm. Đấy. Tại là Kinh Hoa Nghiêm mới nói hết tất cả này cho người ta biết. Thì đó là thuyết. Khi mà thuyết này xong rồi nữa, cho mấy ông Phạm nghe rồi nữa, thì Đức Phật nói thôi vậy thì mấy ông thỏa mãn hết rồi, ráng lo tu. Phải không? Ráng lo tu đi, mai mốt nữa, sẽ không bị đọa nữa, không rơi vào trong sinh tử luân hồi nữa. Thành ra bây giờ nó tôi lên Niết Bàn. Thấy không? Tôi lên Niết Bàn. Thì bây giờ đó, mấy ông Phạm Thiên mới lại lục Đức Phật nữa. Thành ra Ngài thành Phật rồi, Ngài lên Niết Bàn. Còn cái đám kia đó, thấy không? Còn cái đám ở dưới kia nó tu hành, nó lạng hoạng quá tội nghiệp không? Thôi Ngài ráng cứu tụi nó đi. Đâu nay tụi nó cũng coi như tôi là chúa tể của nó, tôi là cha đẻ của nó đây, mà giờ thấy nó khổ như vậy đó, cũng tội nghiệp chứ. Thôi Ngài cứu đi. Cho nên này gọi là Phạm Thiên thỉnh Phật thuyết pháp. Thành ra thỉnh Phật thuyết thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nhận lời của Phạm Thiên mà Đức Phật tới Lộc Uyển, tức là trở lại đời sống thường. Thành ra Phạm Vương là ở trong thế giới thiền định, bây giờ từ trong thế giới thiền định nó trở lại cái thế giới phàm phu bình thường ta này, trở lại với cái con người thực bằng xương bằng thịt của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Đấy. Nhưng mà bây giờ đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta đó là bây giờ có ông Phật ở bên trong, cho nên đó, nó khác hơn Thái tử Sĩ Đạt Ta trước khi thành Phật, phải không? Thành ra Đức Phật nói là trước khi thành Phật cũng có người đó, nhưng mà sau khi thành Phật cũng có người đó chứ không phải người nào khác. Nhưng mà khi thành Phật rồi đó, nó khác đó, là vì trong đó có ông Phật. Cho nên đó, trước khi đó, mà làm vua, phải không? Thành ra trước khi làm vua đó là ông vua Gia Long nó bị Nguyễn Huệ đuổi chạy trốn đó, thì cũng ông đó, phải không? Cũng là ông gì, ông Hoàng Tử Cảnh, ông gì đó, phải không? Ông gì đó cũng là hoàng tử thôi mà chạy trốn khổ sở, nhưng mà sau này lên làm vua của ông này chứ đâu phải ông nào khác đâu. Thì cái ông Phật đó là ông Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu, thì ông Thái tử Sĩ Đạt Ta, nhưng bây giờ làm ông Phật là cũng ông Thái tử Sĩ Đạt Ta chứ không phải ông nào khác hết. Nhưng mà vì bên trong có ông Phật, cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là nếu mà cái người ngộ chỗ này, cái người chứng chỗ này đó, là trong thân của con người đó có ông Phật ở trong đó đó, ông nên biểu trời người đều cung kính cúng dường như cúng chư Phật á. Thành quý vị tụng cái phẩm pháp sư thứ 10 thấy nè, trong thân người đó có sẵn Đức Phật, cái này nói rõ này. Cũng là con người nhưng mà ở trong đó có ông Phật. Còn á, cái con người nhưng mà cũng trong con người đó mà trong thân của họ đó lại có ác ma trong đó thì khác nữa. Cho nên con người tội lỗi cũng là con người, nhưng mà con người phước báo cũng con người nữa. Nhưng khác nhau ở cái chỗ tội lỗi và phước báo. Cho nên tội lỗi vũ sạch, phước báo tạo nên thì hai cái này khác. Trí tuệ sanh ra thì khác. Cho nên Thầy mới nói là người, Đức Phật nói ai cũng giống nhau hết, cũng cùng loài người. Tức là nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, phải không? Nhưng mà cái thực chất cộng cái nghiệp vô đó thì không ai giống ai hết. Thiện nghiệp cộng vô thì khác, làm trời, làm vua. Ác nghiệp cộng vô thì làm tù, làm tội, làm ăn mày, làm ngạ quỷ, phải không? Cái này là nghiệp. Cho nên người tu hành của chúng ta này cứ cắt cái nghiệp bỏ lần mà tạo nên cái phước đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi lên. Đó là ở trên bước đường tu mà Đức Phật dạy chúng ta đó, thì quý vị nên nhớ cái này để mình thực tập. Thôi xin hồi hướng. Thank you.